Xin chào bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt phần mềm VDOT ha. Thì phần mềm VDOT thì dùng để cho lập trình BCA của Mitsubishi ha. Thì phần mềm các bạn mở Google lên. Không cần Google, mình gõ trực tiếp luôn. Làm cùng bắt chấm cơm thì có ba cái link ba file thì bạn download hết ba file nha. Vì mình có đau rồi nó có số 1. Rồi sau khi đau 3 file, bạn copy 3 file này bỏ vào cái thứ mục mình cần cài đặt ha. Bỏ vào bên cái win mình cần cài đặt các. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái window ảo lên, cái máy ảo đây. Mình đã cài máy ảo trên máy tính bản Win 10 của mình. Mình cài phần mềm Win ảo lên, mình mở Win ảo lên. Tại vì bây giờ là không có máy tính chạy Win 32, Win XP 32 bit nữa ha. Phần mềm này nó chỉ chạy được từ hình như là chỉ chạy được từ Win XP trở về trước thôi. Còn bản Win 10 bây giờ thì không thể chạy được phần mềm này. Còn Win 7 thì mình chưa có thử. Thì chúng ta chạy Win XP 32 bit. Là các bạn có thể cài một cái máy tính bản Win 32 bit trên mỗi máy tính ha. Thì các bạn có thể làm full, nhưng mà ở đây mình chỉ hiện tại những phần mềm như thế này nó không có nhiều, nên là mình cài Win ảo để mình chạy là được rồi. Thì bây giờ mình sẽ cái máy tính của mình đây thì chưa có gì hết, nó chỉ có bản Win thôi và nó không có phần mềm cài đặt. Bây giờ mình sẽ copy từ mỗi USB ở bên cái bản Win này bỏ qua, thì mình đã copy sẵn trong USB rồi. Bây giờ mình sẽ gắm cái USB vào, gắm USB vào máy tính. Thì USB nó chỉ nhận ở bên bên Win 10 thôi, nó không nhận ở bản Win này. Thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây, ta sẽ kích vào đây, nhấp chuột phải và chọn cái ổ đĩa. Thì ở đây cái USB, thì USB mình là USB SanDisk đây này, Ultra đây này. Mình chọn vào. Để thì sau khi chọn vào nó hiện là đã nhận một thiết bị và nó sẽ máy nó sẽ tự quét. Do xưa xài cái RAM rất thấp nên là nó chạy hơi lâu. Rồi bây giờ mình chọn vào My Computer, là các bạn thấy có một cái ổ đĩa mới xuất hiện mà mình chọn vào. Thì ở đây mình sẽ tìm tới cái file thư mục cài đặt ha. Mình sẽ copy ba cái file này, copy, và mình có thể phóng to cái này ra để xem cho rõ ha. Và chọn về desktop đi ha, tạo một cái folder rồi bỏ nó vào đây. Và trong đây thì nó muốn cài được cái này thì phải cài ba file. Thì file bi đất là cài sẽ cài đầu tiên, và sau đó sẽ cài hai bản upgrade lên ha. Và bây giờ mình sẽ tạo một cái folder là bi đất tương tự như vậy. Mình tạo là bi đất
10. Đi đâu? Nữa là mì đất 241 ha. Rồi mình sẽ giải nén ra từng file ha. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy file này thì mình sẽ chọn vào cái mục này file e này, mình sẽ chạy file này trước, sẽ chạy file mì đất này trước thì nó hiện ra cái bảng như thế này. Rồi các bạn chọn vào đây thì nó cho chạy luôn ha. Nếu cho chạy như thế này thì tạm thời mình sẽ tắt đi. Rồi như vậy là nó cái file này chạy rồi. Rồi bạn bạn vào 2.40 này, bạn cài, chọn setup. Yes. 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 Rồi nó báo thành công rồi. Rồi bạn tiếp tục, bạn ra, bạn vào bạn 241 và setup cũng giống vậy, cứ chọn yes thôi. Yes. Rồi bây giờ á, chúng ta sẽ vào cái file vào máy computer, chọn vào mì đất và bạn lôi cái này ra ngoài. Rồi cái này ra ngoài Sento Desktop. Và như vậy là mình đã cài xong phần mềm MiDoc. Và các bạn có thể mở lên sử dụng. Rồi như thế này là cài xong phần mềm MiDoc ha. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng phần mềm này như thế nào đối với con BC thì mời các bạn xem video hướng dẫn sử dụng của mình ha. Bây giờ đây là video cài đặt nên chỉ mình chỉ dừng lại đã thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.